được chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có một cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. Minh Vy xin được giới thiệu vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là tiến sĩ Phạm Văn Võ, Phó trưởng khoa luật thương mại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, truyền thông liên tiếp đưa tin về những bước chuyển lớn của pháp luật về nhà ở có thể được thông qua vào kỳ họp cuối năm nay. Trong đó, vấn đề được khai thác mạnh nhất, cập nhật từng ngày đó là cho người nước ngoài sở hữu và kinh doanh nhà ở. Được biết, mở rộng đối tượng và điều kiện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài là một trong năm quan điểm xây dựng dự án luật này. Mặc dù còn tồn tại những luồng ý kiến khác nhau về giới hạn, mức độ nới lỏng và điều kiện đi kèm, tuy nhiên, nhìn những thông tin bàn luận sôi nổi thời gian qua đã cho thấy một sự chuyển biến mạnh mẽ trong quan điểm và tư duy của các nhà lập pháp liên quan đến chủ đề khá nhạy cảm trong lĩnh vực nhà ở và đất đai. Vâng, thưa ông Phạm Văn Võ, việc người nước ngoài có thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam không phải là một vấn đề mới. Nhưng trong thời gian gần đây thì dự thảo mới đã mở ra cho cả Việt Kiều và các cá nhân người nước ngoài có thể mua bán và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ? Là vấn đề người Việt Nam định cư nước ngoài và tổ chức cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam không phải là vấn đề mới. Cụ thể thì trong luật nhà ở có quy định về vấn đề như là tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở tại Việt Nam, như là đầu tư xây dựng nhà để cho thuê thì có quyền sở hữu. Hoặc là người Việt Nam định cư nước ngoài cũng có thể thực hiện những dự án đầu tư kinh doanh nhà ở và họ cũng có quyền sở hữu đối với nhà. Hoặc là người Việt Nam định cư nước ngoài cũng có thể sở hữu đối với nhà dùng để ở, cái này đây không phải là nhà dùng để kinh doanh. Và tới dụ như điều 126 của luật nhà ở thì nó quy định về cái đối tượng, những điều kiện để người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Hoặc như đối với tổ chức cá nhân nước ngoài, chúng ta cũng đã có cả một cái nghị quyết là nghị quyết số 19 năm 2008 của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức cá nhân nước ngoài là mua nhà để ở. Nhưng mà thực tiễn áp dụng, khoảng là 10 năm áp dụng luật nhà ở và có khoảng 5 năm áp dụng cái nghị quyết số 19 thì cho đến nay cái số lượng người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam là vẫn còn rất ít, thì nó cũng không hoàn toàn đơn thuần là do cái lý do pháp lý đâu. Mà tôi nghĩ nó còn vì nhiều những lý do khác. Cái này có thể nói là không đúng như cái kỳ vọng đề ra. Vâng, thưa ông, các cá nhân và các tổ chức khi mà muốn sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì loại trừ những cái việc là đáp ứng nhu cầu của họ. Như là một cái ví dụ ông vừa đơn cử. Còn với những đối tượng khác, các cá nhân khác mà họ thực sự là những nhà kinh doanh bất động sản, có thu hút được sự quan tâm của họ hay không? Nhưng theo quy định hiện nay thì nếu như họ muốn sở hữu nhà tại Việt Nam thì họ phải tự bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê. Và luật kinh doanh bất động sản hiện nay vẫn không cho phép họ được mua nhà công trình xây dựng để bán cho thuê mua. Và cũng không được mua nhà cả đấy, không được thuê nhà công trình xây dựng để cho thuê lại nữa. Về hai cái luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, hai cái dự án luật này sẽ được Quốc hội thông qua vào cuối năm nay. Thì ông có thể chia sẻ với các khán giả biết là có những cái luật mới, những cái quy định mới nào được bổ sung vào hai dự án luật này hay không? Những cái điểm mới là đối với trường hợp là những cái vấn đề có liên quan đến người Việt Nam định cư nước ngoài và tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giờ người ta cũng đang cân nhắc xem xét như là về vấn đề như là tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh bất động sản thì có nên bó hẹp ở hai cái hình thức là đầu tư tạo lập nhà công trình xây dựng để bán cho thuê mua, và thứ hai là kinh doanh quyền bất dĩ hình thức là thuê đất của nhà nước rồi đầu tư kết cấu hạ tầng trên đất thuê rồi chuyển rồi cho thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng hay không, hay là vẫn cũng mở rộng cái phạm vi kinh doanh bất động sản của họ dưới dạng như là có thể mua nhà công trình xây dựng để bán. Còn đối với luật nhà ở thì trong cái dự thảo luật nhà ở mới nhất tôi đọc, tôi lấy ví dụ trước kia thì người Việt Nam định cư nước ngoài muốn được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép về Việt Nam cư trú từ ít nhất từ 3 tháng trở lên, và để chia ra những cái đối tượng là được sở hữu nhiều nhà ở tại Việt Nam hoặc đối tượng chỉ được sở hữu một nhà ở tại Việt Nam. Thì nay trong dự thảo quy định này không bị hạn chế về số lượng. Còn đối với tổ chức cá nhân nước ngoài thì trước đây trong cái điều 2 của nghị quyết số 19 nó quy định rõ như này: cá nhân nước ngoài thì chỉ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu như là người đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, hoặc là người được các doanh nghiệp của Việt Nam thuê giữ những chức danh quản lý, hoặc là người lấy vợ lấy chồng là công dân Việt Nam, hoặc là người được chủ tịch nước tặng thưởng huân huy chương vân vân thì mới được mua nhà tại Việt Nam. Thì nay nó cũng bỏ những cái điều kiện này và nó có sự hạn chế. Tôi ví dụ như là người ta có thể hạn chế về cái thời hạn anh được sở hữu, hoặc là bây giờ anh được sở hữu nhà, sở hữu đất ở khu vực nào chẳng hạn. Có những khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng thì tổ chức đối tượng trong nước được sở hữu, nhưng người ta không cho phép tổ chức nước ngoài được sở hữu. Nên là đây thì không bao giờ chúng ta thấy là có cái đòi hỏi và có sự bình đẳng giữa chủ thể trong nước với chủ thể nước ngoài về vấn đề sở hữu nhà ở. Và đấy cũng không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam mà tất cả các nước tôi biết thì nó
đều có sự phân biệt. Vâng, đúng rồi ạ. Nếu mà so sánh với các nước khác, các quốc gia khác cũng như là trong khu vực thì không phải quốc gia nào cũng mở và cũng tạo điều kiện cho các cá nhân tổ chức nước ngoài có thể mua bán và kinh doanh bất động sản tại nước sở tại. Và khi mà Việt Nam ban hành thông qua cái dự thảo này thì chắc chắn cũng sẽ có những cái điều chỉnh cho phù hợp, cho thích hợp với cái trường hợp đó. Thì cụ thể hơn, ông có thể chia sẻ thêm một số điều chỉnh nào khác nữa không ạ? Ví dụ nó có rất nhiều. Giả dụ như là đối với trường hợp kinh doanh nhé, kinh doanh bất động sản này, ở đây chúng ta nói là kinh doanh nhà ở đấy đúng không? Vâng. Có nên cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam để bán, để cho thuê, để kinh doanh hay không? Thì để đảm bảo cái sự cạnh tranh một cách bình đẳng giữa các cái tổ chức chủ thể trong nước với chủ thể nước ngoài, thì chúng ta cần phải xem xét vấn đề này, có thể áp dụng giống như tổ chức cá nhân trong nước. Và như vậy thì nó vừa đảm bảo sự bình đẳng, vừa đảm bảo một cái môi trường cạnh tranh thuận lợi, và cũng sẽ góp phần giảm bớt cái chi phí giao dịch cho họ. Bởi thực tế bây giờ chúng ta thấy là không cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài được mua nhà công trình xây dựng Việt Nam để bán cho thuê mua. Nhưng mà trên thực tế là họ vẫn mua. Chị đọc trên báo thì thấy là công ty này đã bán cho một cái nhà đầu tư nước ngoài cái tòa nhà quận 1, quận 2 đúng không? Nhưng mà thực ra đấy không phải là hợp đồng mua bán tòa nhà, mà người ta vẫn bán cái tòa nhà đó dưới hình thức là ký kết những hợp đồng chuyển nhượng vốn. Và vì phải nách luật như vậy cho nên nó sẽ gia tăng những cái yếu tố ngoại tác tham gia vào cái mối quan hệ. Nếu như để cho họ được mua thì hai bên sở hữu, chủ sở hữu và người mua thỏa thuận với nhau đó, nó hạn chế những cái yếu tố tác động bên ngoài, nó giảm bớt cái chi phí giao dịch. Thì tôi nghĩ là trường hợp này trong kinh doanh thì nên đảm bảo sự bình đẳng. Nhưng mà sở hữu đối với nhà ở đấy, nhà dùng để đáp ứng cái nhu cầu ở của bản thân họ, thân tổ chức cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư nước ngoài, thì chúng ta ở đây là cần phải có sự gì? Phân biệt. Sở hữu giống nhau bạn sẽ hình dung như thế nào? Nếu như bây giờ người nước ngoài họ sang đây họ mua nhà đúng không? Và bây giờ họ mua cả một cái khu chung cư hàng trăm căn hộ, bây giờ họ sở hữu đến 70-80% số căn hộ. Rồi họ mua nhà ở riêng lẻ, họ có thể mua và hình thành những cộng đồng người nước ngoài nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Và đấy này nó sẽ ảnh hưởng cả đến vấn đề văn hóa, vấn đề an ninh trật tự. Vâng, và thưa ông, trong thời gian gần đây thì có những cái vấn đề pháp lý nào phát sinh trong cái việc là cho người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam không thưa ông? Nói về vấn đề pháp lý phát sinh, thì bây giờ tôi cũng đã từng tiếp xúc với một số những cái đối tượng là người nước ngoài. Thì hỏi là tại sao không mua nhà ở tại Việt Nam mà lại đi thuê? Thì họ bảo đấy, cái thị trường nhà ở bản thân nước của họ cũng chủ yếu là thị trường đi thuê chứ không phải thị trường mua bán. Và thứ hai, bây giờ mua nhà ở tại Việt Nam thì giá cao quá. Nhưng mà ngoài ra họ cũng băn khoăn về một số vấn đề mà liên quan đến khía cạnh pháp lý. Giả dụ như họ nói là tôi mua thế chứ được sở hữu có 50 năm đó. Bây giờ chúng ta chỉ cho phép họ được mua căn hộ chung cư. Bây giờ họ mua căn hộ chung cư thì căn hộ chung cư tất nhiên ở đây thì cũng có phải gắn với quyền sử dụng đất rồi. Bởi người mua căn hộ chung cư thì vẫn có quyền sử dụng đất, nhưng chỉ có điều quyền sử dụng đất của họ là quyền đất chung. Nhưng giờ họ có quyền đất hay không thì pháp luật lại không có quy định một cách rõ ràng. Rồi thứ hai là về cái cơ chế để bảo vệ cái quyền sở hữu của họ. Rồi bây giờ họ có quyền cho thuê này, nhà của mình hay không, nếu như họ không có nhu cầu ở. Thì cái này chúng ta cũng đều không có quy định, hoặc là có quy định nhưng lại quá chặt chẽ là phải giải trình cái lý do là tại sao anh không ở, anh lại đi cho người khác thuê. Thì ông thấy rằng cái dự thảo này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của kinh tế và xã hội của Việt Nam? Thì chúng ta phải thấy đây này, nó vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực. Và cũng phải có những cái tác động trước mắt, những cái tác động về mặt lâu dài. Tôi lấy ví dụ nói về tích cực. Thì giờ việc chúng ta mở rộng cái đối tượng thì nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường bất động sản. Rồi bây giờ chúng ta cho phép những người nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam thì đây đều là những cái đối tượng mà chúng ta thấy là đấy, có rất ích, có ích cho chúng ta. Và nó sẽ có gây những cái tác động mang tính lan tỏa gián tiếp và nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế nói chung. Rồi hay là cũng thúc đẩy cái quá trình hòa nhập. Rồi thứ hai là đặc biệt là bây giờ đấy, họ mua nhà tại Việt Nam thì họ phải chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam đúng không? Và nó sẽ có cái đấy, làm gia tăng cái dòng tiền đổ vào thị trường bất động sản. Và nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển của các ngành kinh tế xã hội khác. Bên cạnh đó như tôi nói đấy, thì nó cũng có những hạn chế về tiêu cực đúng không? Vâng, đấy. Chắc chắn sự việc nó luôn luôn có hai mặt. Bây giờ mà cho họ sở hữu nhà tại Việt Nam, bây giờ họ mua nhà ở tại Việt Nam, thì rõ ràng là sẽ làm gia tăng cái nhu cầu về nhà ở. Và nó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu và nó có thể đẩy cái giá nhà ở lên. Và lúc giờ nó có thể ảnh hưởng đến cái chính sách về nhà ở của chúng ta, đặc biệt là cái nhà ở dành cho những cái đối tượng là người có thu nhập thấp. Vâng, thưa ông Phạm Văn Võ, nếu mà so sánh với các quốc gia trong khu vực thì người nước ngoài khi mà họ sở hữu bất động sản tại nước sở tại thì có những cái điểm khác biệt nào so với Việt Nam? Thì nói về pháp luật của từng quốc gia thì ở đây thì chúng ta thấy nó có quá nhiều quốc gia, nó rất đa dạng. Nên đây tôi chỉ nói về hai cái xu hướng. Có những quốc gia thì người ta không cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà. Nhưng mà phần lớn các quốc gia đây là họ cho phép. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đây này, như tôi đã nói thì cho phép nhưng không bao giờ bình đẳng giống như là đối với người trong nước được, mà nó có sự phân biệt, phải có những điều kiện nhất định thì mới được sở hữu nhà ở tại, hoặc nó quy định về thời hạn sở hữu, quy định về cái đối tượng được phép sở hữu, được sở hữu cái loại nhà nào. Nhưng mà tôi thấy thì phần lớn các quốc gia khi cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại quốc gia họ thì họ đều hướng tới là cái đối tượng là những cái dạng nhà ở cao cấp, như là cái biệt thự hoặc là những cái khu
resort ở trong khu du lịch nghỉ dưỡng. Bởi vì họ hướng tới là thu hút những cái đối tượng là cái người giàu ở nước ngoài đến nước họ, mang tiền đến nước họ để mua nhà ở nước họ, để chi tiêu ở nước họ. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì tôi thấy là đấy, chúng ta có giới hạn đấy. Nhưng mà chúng ta để giới hạn những cái đối tượng sở hữu đây này chỉ được phép là sở hữu căn hộ chung cư thôi. Trong khi cái người nước ngoài sang Việt Nam mà đấy, rồi những người mà thực sự có nhu cầu về nhà ở tại Việt Nam, mua nhà ở, sở hữu nhà tại Việt Nam, nếu như là cá nhân thì chủ yếu là những cái người là những người giàu có. Nhưng họ mua không phải để họ định cư tại Việt Nam, mà họ mua, ví dụ như họ mua những cái biệt thự nghỉ dưỡng ở Mũi Né, ở Phú Quốc, hàng năm họ đã sang đây họ nghỉ hè chẳng hạn. Nhưng mà hiện nay thì cái loại nhà này chúng ta lại vẫn chưa cho phép họ được mua, trong khi là chỉ phép cho họ mua căn hộ chung cư, và cái đối tượng này thì họ lại không cần đến căn hộ chung cư. Xin được cảm ơn tiến sĩ. Thưa quý vị, Minh Vy nghĩ rằng trong cuộc đối thoại ngày hôm nay với tiến sĩ Phạm Văn Võ, chúng ta đã có cái nhìn khái quát hơn về câu chuyện xoay quanh vấn đề nhà ở cho các cá nhân người nước ngoài và Việt kiều khi mà sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị đến ngay với chuyên mục dự báo thời tiết.